sinh lão bệnh tử ở tuổi 82. Sự ra đi của Billy đã được dự báo trước. Nhưng trong giây phút thập tử nhất sinh, tất cả những người thân nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời Billy đều có mặt. Bỗng có một cái gì đó thật nghẹn ngào. Mặc kệ có bao nhiêu lỗi lầm trong đời, bỏ đi cái danh xưng vua bóng đá, ông cũng chỉ là một người chồng, một người bố, một người đàn ông có một gia đình lớn ấm áp. Nghe tin bố nhập viện, 7 người con của Billy không chỉ tụ họp và quyết định dành những ngày nghỉ lễ Giáng sinh cùng lời cầu nguyện, túc trực cạnh cha của họ trong bệnh viện, nơi Billy điều trị. Ngày ông rời khỏi thế gian, vẫn được nhìn mặt và ôm lấy các con của mình, ấy cũng là một loại hạnh phúc tột cùng trong đời. Là nhân vật thể thao có sức ảnh hưởng bậc nhất làng túc cầu, từng nhận được những biệt đãi không phải ai cũng có được, từng nhận được những món tiền siêu khủng cho những lần có mặt, nên cũng chẳng có gì lạ lắm khi Billy đã tích lũy cho mình một cuộc đời bên ngoài sân cỏ vô cùng phong phú. Ông từng có 3 đời vợ chính thức, tổng cộng 7 người con và một khối tài sản khổng lồ. Có người gọi vui rằng ông là vua bóng đá, đồng thời cũng là vua lăng nhăng. Trong đời Billy có 2 thứ sai rất dễ đoán, đó là ông toàn dự đoán sai khi làm chuyên gia bóng đá và cái còn lại là xác định bến đỗ cuối cùng trong tình trường. Năm 2014, khi đã sắp bước sang tuổi 74 nhưng Billy vẫn chưa hề chùng chân mỏi gối trong tình trường. Hăm hở tuyên bố tình yêu cuối trong đời cũng là lần thứ 3 trong đời làm chú rể. Tình yêu làm con người ta trẻ ra thì phải. Thời gian đó vua bóng đá như hồi xuân cả chục tuổi, gương mặt lúc nào cũng tươi tắn rạng rỡ nhất, là mọi như sánh đôi cùng hoàng hậu mới. Nữ doanh nhân có tên là Marcia Aukisibile trẻ hơn Billy 25 tuổi. Bà Marcia có gốc gác Nhật Bản và là con gái của một bác sĩ nha khoa. Bà là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế. Billy và Marcia quen nhau tại New York từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Bẵng đi hơn 20 năm, phải đến 2008 họ mới gặp lại nhau ở Sao Paulo. Đó là thời điểm Billy vừa chia tay người vợ thứ hai của ông. Đến năm 2010, Billy và Marcia bắt đầu hẹn hò. Họ quyết định về chung một nhà và 4 năm sau đó hoàn tất cú hat-trick hôn nhân trong đời. Billy lần đầu làm chú rể vào năm 1966. Ông trải qua một cuộc hôn nhân không mấy êm ả với vợ cả Rosalie de Reyes Chobi, dù thời gian hôn nhân là 16 năm. Có với nhau 3 mặt con nhưng thời gian hạnh phúc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi đưa cả gia đình tới New York, Mỹ, năm 1975, Billy và Rosalie sống ly thân. 3 người con là Kelly, Ed Sơn và Jennifer sau này kể lại rằng, kể từ đó, bố ít hiện diện trong cuộc đời của họ. Đến năm 1982, cả hai lôi nhau ra tòa và cuộc hôn nhân của ông cũng chấm dứt theo đó. Nguyên nhân là bởi trong thời gian hôn nhân, Billy dính khá nhiều lùm xùm về đời tư. Vốn là vào năm 1964, 2 năm trước khi lấy người vợ đầu tiên, Billy Sime, cô phục vụ phòng Anasia Machado và kết quả cho ra đời cô con gái tên là Sandra. Dẫu vậy, Billy chưa bao giờ nhận trách nhiệm làm cho mấy đứa con ngoài giá thú này. Ông 5 lần 7 lượt từ chối làm thủ tục xét nghiệm ADN theo yêu cầu của Anasia. Ngay cả khi tòa ra phán quyết vào năm 1993 xác định Sandra là con của Billy, ông vẫn chối bỏ trách nhiệm với mẹ con Anasia. Vua bóng đá Billy nộp đơn kháng án trước khi chính thức chấp nhận con năm 1996 khi Sandra 32 tuổi. Năm 1998, Sandra viết cuốn sách người con gái mà ông vua không muốn kể về nỗ lực chứng minh Billy là bố đẻ. Sau đó cô qua đời ở tuổi 42 vì ung thư. Billy không dự đám tang, chỉ gửi vòng hoa viếng cô con gái đầu lòng bị ông bỏ rơi. Không chỉ mỗi Anasia, Billy còn vướng lùm xùm ngoại tình và có con riêng với nữ phóng viên Lenny Takus. Chỉ khác một điều là lần này ông chịu nhận mặt đứa con rơi mang tên là Flavia. Sau ly hôn như được giải phóng bản thân, Billy lao vào những cuộc tình mới mẻ với các nhân vật trong giới showbiz. Câu chuyện ồn ào nhất trong cuộc đời của Billy phải kể đến mối tình của ông với ngôi sao truyền hình kim ca sĩ Susa. Họ cặp kè với nhau suốt giai đoạn từ năm 1981 đến năm 1986. Khi đó Susa mới 17 tuổi, nhờ danh tiếng của vua bóng đá, sự nghiệp của Susa thăng hạng nhanh chóng. Nhưng vua bóng đá và tình trẻ kém 24 tuổi sau đó vẫn chia tay và không có ràng buộc về con cái. Chia tay Susa, Billy chuyển sang hẹn hò cựu hoa hậu Brazil Flavia Cavalcanti Ribeiro. Mối tình đẹp đẽ giữa vua bóng đá và hoa hậu cũng không tồn tại được lâu. Sau khi trải qua hàng loạt cuộc phiêu lưu tình ái không đi tới đâu, Billy quyết định đi bước nữa với chuyên gia tâm lý học Assyria Libos Cezas vào năm 1996. Hai người có cặp song sinh Joshua và Celestia.
hai chị em được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm khi Assyria 36 tuổi còn cựu tiền đạp Brazil 56 tuổi. Do vậy, tuổi thọ của cuộc hôn nhân này cũng chỉ tồn tại được 12 năm. Đến năm 2008, Pelé vẫn đắm đò lần thứ hai. Được hâm mộ trong bóng đá là vậy, nhưng về đời tư, ông hoàng này lại có nhiều lùm xùm gây bàn tán. Bản thân huyền thoại cũng từng thừa nhận mình ngoại tình nhiều lần, hay thậm chí không nhớ chính xác số con cái mà mình có. Trong số 7 người con được thừa nhận của Pelé, khá đáng tiếc chỉ có 2 người theo đuổi sự nghiệp giống cha, trong đó có Edinho, nhưng sự nghiệp của anh chàng này cũng kết thúc khá mờ nhạt dưới cái bóng của người cha huyền thoại. Joshua Nascimento, con của Pelé với người vợ hai Aracia, Nascimento cũng có thời gian thử sức với sân cỏ, nhưng tiền vệ này không có thành tích nổi trội và cũng đã dạy nghề sớm. Edinho đã chơi cho 4 câu lạc bộ ở Santos, Bồ Đào Nha. Năm 1999, anh dạy nghề ở tuổi 29 với thành tích lớn nhất của anh là về gì ở Serie A 1995 trong màu áo của Santos. Không có tài năng thiên bẩm, không theo nghiệp bố cũng chẳng sao. Hổ phụ sinh hổ tử không phải lúc nào cũng đúng trong mọi trường hợp, như Edinho vẫn biết cách báo cho người bố nổi tiếng của mình theo cách chẳng ai ngờ đến. Năm 2005, anh bị bắt vì tội rửa tiền và buôn bán ma túy. Năm 2014, Edinho bị kết án 33 năm tù nhưng kiên quyết phủ nhận mọi liên quan. Edinho bắt đầu thụ án vào năm 2017 nhưng sau một năm đã được chuyển sang án treo. Nếu không nhờ vào quyền lực của ông bố nổi tiếng chạy chữa thì tội trạng của Edinho còn nặng hơn rất nhiều. Không biết chừng bây giờ vẫn đang còn ngồi bóc lịch sau song sắt. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2016, Edinho được bổ nhiệm dẫn dắt câu lạc bộ quê hương của cha mình. Dẫu vậy, công việc này cũng chẳng giữ chân được con trai của Pelé quá lâu. Ông bị bãi nhiệm chỉ sau 2 trận đấu chính thức. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, Edinho trở lại Santos với tư cách là điều phối viên. Tháng 10 năm sau, ông được bổ nhiệm là huấn luyện viên trưởng U23 Santos. Ngoài Sandra và Edinho là thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, thì 5 người con còn lại của Pelé đều lựa chọn sống một cuộc đời kín tiếng, tránh xa ồn ào giới truyền thông. Họ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện như khi công khai chúc mừng sinh nhật bố. Kể cả là người con gái cả với người vợ đầu, Kelly Cristina Nascimento. Dù công việc là diễn giả trước công chúng và là người ủng hộ hòa bình thế giới, phát triển con người và ngoại giao thể thao, nhưng bà vẫn luôn biết cách giữ riêng tư đời sống cá nhân. Hình ảnh gây xúc động nhất có lẽ vẫn là cái ôm của bà dành cho bố trong những ngày Pelé nhọc nhằn, chật vật bên giường bệnh. Cho tới nay, chưa có thống kê chính xác về khối tài sản của Pelé. Tuy nhiên, theo thống kê từ Forbes, gia tài của ông ước tính lên tới 100 triệu đô, thu nhập một tháng của Pelé khoảng 380.000 đô. Dù ông không còn đi làm chính thức các công việc gì, Pelé vẫn có thu nhập nhờ các công ty bất động sản và các khoản đầu tư tài chính khác mà chưa thể liệt kê rằng. Theo tờ The Sun, ở thời kỳ đỉnh cao, Pelé từng là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới. Chỉ tính riêng tiền lương, Pelé kiếm được khoảng 15 triệu đô trong sự nghiệp cầu thủ kéo dài 37 năm của mình. Thời giá khi đó khác, nên phải nói đây là một con số khổng lồ mà nhiều cầu thủ chuyên nghiệp hiện tại còn chưa kiếm được khoản tiền lương giống như Pelé. Tại câu lạc bộ Santos, mức lương của Pelé không được công khai, nhưng ai cũng biết chúng phải hậu hĩnh cỡ nào để giữ chân được ngôi sao từng 3 lần vô địch World Cup. Trong một bản hợp đồng, Pelé từng yêu cầu Santos phải chuẩn bị cho ông một ngôi nhà lớn gần bờ biển. Sau khi rời Santos, ông kiếm được 6 triệu đô tiền lương từ câu lạc bộ New York Cosmos của Mỹ trong 2 năm thi đấu ở đây. Đó là chưa kể các khoản thu nhập đến từ quảng cáo mà Pelé nhận được. Đâu đó ông từng đút túi khoảng 14 triệu đô từ các hợp đồng thương mại. Thu nhập của Pelé tăng lên nhanh chóng là vì ông đã ký nhiều hợp đồng quảng cáo cho đủ loại sản phẩm từ nước ngọt cho tới quần dài. Không cần phải nói đâu xa, thời còn thi đấu, Pelé từng được Puma chi ra 120.000 đô chỉ để buộc dây giày trước khi bắt đầu trận chung kết World Cup 1970. Sau đó, nhãn hàng này còn ký tiếp hợp đồng 4 năm trị giá 100.000 đô với vua bóng đá. Nhưng năm tháng đỉnh cao, ông cùng Santos đi lưu diễn khắp thế giới từ châu Âu, châu Phi đến châu Á và kiếm về bộn tiền nhờ sức hút của Pelé và sức mạnh của Santos, nên đội bóng này được mời đi du đấu khắp thế giới. Pelé cho biết ở thập niên 60, Santos rất đắt sâu, du đấu khắp năm châu. Chỉ tính riêng năm 1960, vua bóng đá đã thi đấu tới 109 trận. Dễ hiểu vì sao ông có thể ghi tới hơn 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Danh tiếng của Pelé cao tới mức chỉ cần có ông, mọi sân vận động đều kín chỗ. Dĩ nhiên, các hợp đồng luôn có điều khoản Pelé phải có mặt trên sân, không như phần lớn các ngôi sao khác có tiền và sống buông thả. Từ lúc ký hợp đồng với Santos cho tới khi trở thành người nhận lương cao nhất đội bóng, Pelé vẫn gửi 2/3 về cho bố mẹ tích góp mua nhà. 2 năm đầu khi đá bóng cho Santos,
Pele vẫn ở trong khu trọ và đi xe điện tới sân để tiết kiệm tiền. Sẵn tính tiết kiệm từ bé lại là ngôi sao số 1 thế giới, không ngạc nhiên khi Pele rất giàu có. Những năm sau khi giải nghệ, huyền thoại Pele vẫn thường xuyên góp mặt trong danh sách những cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới. Ông cũng đạt được nhiều chức vụ khác trong đời. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Thể thao từ năm 1995 đến 1998, là một trong những thành viên nội các da màu đầu tiên ở Brazil. Sau này, Pele đóng vai trò là đại sứ bóng đá. Năm 2013, Pele được trao giải thưởng quả bóng vàng FIFA để ghi nhận sự nghiệp và thành tích của ông. Vào năm 2020, Pele có tên trong đội hình trong mơ của Ballon d'Or, đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại. Xin cảm ơn và tạm biệt vua bóng đá Pele.